mua bán mất cái chìa khóa. Thôi người đăng kiểm mất cái chìa khóa hoài mà nó không ai trả anh ơi. Và lại tiếp tục, hồi lại tiếp tục livestream cho anh em xem. Xe cọp không nha anh em. Chạy vòng tiếp theo anh em bấm like và chia sẻ giùm Khôi nha. Và chia sẻ giùm Khôi. Tạm thời Khôi đứng trên đây đi. Vòng này là còn 8 xe nha anh em. Xe loại thi đấu loại 4 xe, chỉ có 4 xe vô thôi. Wow, số dây lên 1 quá dữ. Ây da, hello hello hello, 2K đúng rồi em ơi, 2K đúng rồi. Còn một lượt nữa. Hello hello Nguyễn Hoài Phương. Hello mọi người, bấm like và chia sẻ giùm cô đi. Hai 70 Racing Team và câu lạc bộ Hải Gò Mây. Hôm nay là mình đứng ngay đề ba rồi, giờ mình đứng ngay khúc giữa là có bạn thông số dây để cho anh em xem nha. Vòng này là chỉ còn có 8 vận động viên thôi sẽ thi đấu với nhau, cũng được thi đấu lượt đi lượt về luôn, và chọn ra 4 vận động viên để vào vòng chung kết. Đây là vòng bán kết nha anh em ơi. Đây là bạn tính dây. Đúng rồi bạn Biên Ngọc ơi, 2K đúng rồi. Hello Nguyễn Hùng. Hello Bom Linh Anh. Hello. Đúng là đứng ở trên đài 3 thì nghe anh em đài 3 với lại tiếng bô rất là sướng, nhưng mà bây giờ mình đứng ở giữa là mình thấy được số dây. Tại vì hiện tại bây giờ sân 2K không có cái bảng dây ngay ngay phần đài 3, chưa có lắp bảng dây. Anh em bấm like và share giùm Khôi nha. Bấm like và share giùm Khôi. Mặc dù sẽ không coi được anh em nài ra xe và không nghe được tiếng bô lúc soạn xe, nhưng mà chúng ta sẽ coi được số dây khi anh em về đích. Chúng ta biết được ai sẽ là người chiến thắng. Ây da, vẫn là lên 1, 9:02:15, 9:03:38. Phúc Nô mập quá, đô gì đô trên giường á. Phúc Nô đô trên giường không à. Và tiếp theo là ha. Mình ngồi ngay khu vực trọng tài đọc luôn, anh em cũng nghe được tên vận động viên cũng như là tên của xe thi đấu anh em ha. Bảo Bình ơi, giải này là chỉ có 62 dân viên Vario thôi. Bảo Bình chỉ có 62 dân viên Vario thôi. Anh em muốn mình ngồi đây hay là muốn mình về khu vực đề 3 anh em? Anh em ơi, muốn mình ngồi đây hay là muốn về khu vực đề 3 thì anh em cho ý kiến nha. Chào anh, chào Hùng Lamborghini. Hello Vĩnh Tà. Hello Phúc Hà. Wow, vâng, lên 1, 9:06, 9:02, lên 1 thắng rồi anh em ơi.
Ok Phúc Nô, ok Phúc Nô. Bây giờ chạy thêm lượt về nữa nha. Có lượt đi lượt về nha anh em. Giống như đá cúp C1 vậy đó. Vừa rồi là lên một anh rồi. Để khuấy động anh em thích cái cảm giác nghe tiếng bô. Mình hết lượt chạy này mình sẽ đi xuống dưới tận đề ba tiếp tục anh em ha. Anh em like và share giùm Khô đi anh em ơi. Ngồi đây đi anh em ơi. Vâng. Quá tài tái. 8:09 luôn em. Vâng, mình xuống là mình lên dưới khúc về vui hơn. Khúc về thì mình không có mình không có coi được số dây nữa. Khúc về dưới đó cũng ít người ngồi lắm. Livestream. Anh em bấm like và share giùm Khô đi anh em ơi. Bấm like và share giùm Khô đi. Hello Tài Đồ ơi. Thôi đợi anh Khôi vô phòng trọng tài luôn ha. Vừa live stream đề ba vừa coi được số dây luôn nha anh em. Đợi thử trong đó có sao. Theo Khôi nha. Anh em la vào xe giùm Khôi đi anh em ơi. La vào xe giùm Khôi đi. La vào xe giùm Khôi đi anh em ơi. Khôi đang đi lại khu vực đề ba. Tiếp tục nha anh em ơi. Sau lưng à, anh còn anh em nhiều anh em năm mà lắm nha. Đó. Chút xíu lên lại lần nữa. Anh Khôi xuống khu vực đề ba. Xuống khu vực đề ba để cho anh em dễ xem hơn. Khôi vô cho trong phòng trọng tài luôn. Hy vọng là sẽ có số dây. Anh em like và share giùm Khôi, đẩy lên đi anh em. Đẩy lên đi anh em ơi. Đừng có xìu quá, đẩy lên đi cho sung. Minh Duy chạy nha anh em. Minh Duy chạy. Đây là xe Minh Duy. Em like và share giùm Khôi, đẩy lên đi anh em, đẩy lên đi anh em ơi. Mình chơi dạy nha. Câu lạc bộ Phát Phúc và câu lạc bộ STB ở chủ nhân STB đứng đây luôn nè. Vẫn hay da, cái hậu đâm được cái hậu rồi, đâm cái hậu rồi. Nhìn là biết đâm cái hậu. Tên hai anh. Lên hai anh làm cái hậu. Nãy giờ xe em tốt cái hậu mà. Tốt cái hậu nãy giờ luôn. Xe Minh Duy lên một bên câu lạc bộ Phát Phúc bị xe bên Tuấn STB đâm cái hậu. Và lượt chạy thứ hai Minh Duy chạy tiếp. Anh em đẩy lên giùm Khôi đi anh em. Khôi đứng có can tiếng luôn rồi đó. Anh em đẩy lên giùm mình nha.
Vâng, và tiếp tục chạy lượt về. Lượt về nha anh em. Chúng ta gọi là lượt đi lượt về giống như đá banh vậy đó. Nếu mà hòa nhau thì sẽ vô chung kết, chạy lần thứ 3. Anh em đẩy lên dùng khôi anh em ơi. Hết vòng này là vô tới chung kết rồi. Đây là bán kết rồi anh em ơi. 8 đội đó là 4 đội đó. Đây là 4 xe. Rất là căng thẳng nha anh em. Rất là căng thẳng. Cái hầu nữa rồi. Wow, rút hậu không kịp. Vâng, xin chúc mừng lên một, đó là chạy thứ ba đấy rồi. Ây da, có kèo chạy thứ ba là anh em ơi, một đầu. Xe bên lên 2 có cái hậu, nhưng mà tại vì vừa rồi là vận động viên đề ba ra hơi chậm so với lên bên kia. Vario Honda Vario 62 engine. 62 engine nha anh em, 62 engine Vario. Ở đây không coi được số dây. Em ở trong coi được số dây không? Ok, anh sẽ vô đây coi cho anh em coi số dây, vừa coi đè ba vừa coi số dây luôn. Chơi không được rồi. Mình sẽ cho anh em coi được số dây. Ok không anh em? Vừa coi được đề ba luôn. Nha anh em nhé. Tôi tính cho anh một chiếc ghế cho tôi. Boss STB hồi hộp với xe mình. Hồi hộp với xe mình và vô coi số dây luôn. Đây là có số dây nha anh em. Đó, thả mán cho cả hai. Vừa coi được đề ba luôn. Ok chưa anh em ơi? Đẩy lên dùng khôi anh em ơi, đẩy lên dùng khôi. Hết vòng này em ơi, hết vòng này. Chưa có chung kết, em đã bán kết. 8 đội lấy ra 4 đội, 4 đội mới thi đấu chung kết. 4 đội với thi đấu bán kết để vô nhất nhì và ba tư. Đây mới là bán kết 2 thôi, còn bán kết 1 nữa nha anh em. Vâng, và đây là rất là căng thẳng, một đào rất là căng thẳng. Rất là căng thẳng, đang là một đào nha anh em ơi. Rất là căng thẳng. 9 giây 2 quà. Xích sao luôn. 9 giây 2 và 9 giây 21. Không tin được luôn anh em ơi. Ây da. Quá là tệ tải. Cái này mà không có máy cũng như là laser bắn để đo được thì không ai biết được luôn anh em. 9 giây 2 với 9 giây 21 mình nháy mắt là còn không kịp nữa. Đá lông nheo còn không kịp số dây này nữa. Đẩy lên anh em ơi, đẩy lên anh em ơi, tiếp tục nha anh em ơi. Xe của Cường đây.
từ hôm qua đến giờ chưa bao giờ ở dây thứ 9, toàn là 88, 89 không. Câu lạc bộ DTD Dũng Thanh Đa, Cường Nhân Trạch. Đây, đây là này đây. Anh em ơi, đẩy lên anh em ơi, đẩy lên anh em ơi. Chào Hồ Thanh Tuấn, cố lên. Trương Nguyễn Công Hậu ơi. Ây da, hai xe này là này, xem tí hàng canh nhau luôn á. Nhưng mà được cái là xe của DTD sáng giờ là chưa có bao giờ mà qua 9 giờ vậy đó, 8 giờ mấy mà đang là một trong ứng cử viên vô địch. Cường Nhân Trạch DTD là chạy lên 2. Không có Hậu ơi, không có Hậu ơi. Vario 62 Vinh Vinh nha anh em à, chạy xăng A95 chứ không có chơi nitro nha. Đẩy lên em ơi. Wow, xe Cường Nhân Trạch quá mạnh. Số dây là bao nhiêu đây anh em? Trời ơi, 8 giây 7. Trời ơi, ứng cử viên cho chức vô địch chắc rồi. Từ hôm qua đến giờ mà 8 giây 7, 8 giây 8, 8 giây 9 không. Wow, quá mạnh. Xe đó là chúng ta thấy cái kết quả rồi đó. Chưa có xe nào qua được 8 giây 8 hết. Có một xe hôm nay là chạy được 8 giây 9 thôi. Mà xe này từ hôm qua đến giờ là 8 giây 7, 8 giây 8, 8 giây 9 không. Thêm một lần nữa nha anh em. Đục với hạng nặng nên vận động viên cũng rất là tâm lý. Hello, hello Nguyễn Đức Lợi. Huy Nam ơi chắc phải 5-6 giờ chiều á. Phải 5-6 giờ chiều á, cái này mới có bán khách 2 à. Anh em đợi lên giùm cô đi anh em, đợi lên giùm cô đi. Anh em đợi lên giùm cô nha. Xe rất mạnh nha anh em. Hôm nay là 8 giây 7 rồi, hôm bây giờ sẽ là 8 giây mấy đây. Hello em. Đúng rồi Phạm Thị Triều ơi. Vario Honda Vario, Honda Vario 62 Yen Yen. Đúng rồi, xe vàng lực lắm thịt chuột ơi. Hello. Đúng rồi. Xe Nhân Trạch vô địch Đặng Hưng Long. Đúng rồi anh em ơi. Và số dây là bao nhiêu đây? Không phải là 8 giây 7. 8 giây 8. Xe này lúc nào cũng vậy. Khủng hoảng thiệt. Quá tốt, có cúp chắc rồi. Từ hôm qua giờ 8 giây 7, 8 giây 8 và 8 giây 9 không, chưa bao giờ 9 giây. Vâng. Đây là anh Tùng trọng tài sẽ sắp bạn để thi đấu bán kết một, nãy giờ bán kết 2, giờ bán kết 1. 4 vận động viên sẽ chọn ra hai vận động viên tranh nhất nhì và 2 vận động viên tranh 3-4. Hả? Cái đầu 8-7, cái sau 8-8. Hello mọi người, anh em đẩy lên giùm mình nha. Mình được anh em trọng tài ưu ái vô phòng vừa coi đề ba vừa được coi số dây luôn. Nhưng mà không coi được số dây. Anh em muốn coi được số dây. Ok, anh 8 với lại anh em chơi.
Hello, hello mọi người. Mình đang trong phòng trọng tài nha anh em. Đó, mình đang trong phòng trọng tài. Bây giờ mình đi lên. Đây là khu vực mới xây. Đó, mình đi lên đây. Khu vực này là mới xây. Đây là anh Vinh, chủ thương hiệu ATE và cũng là nhà tài trợ chính và tổ chức thi đấu ngày hôm nay. Vâng, trên đài quan sát này rất đẹp. Hello chúng rồi. Cô đang lên đài quan sát nha. 10 phút nữa là tiếp tục, 10 phút nữa là tiếp tục nha anh em. Lên đường chạy. Vâng, và xe cô sẽ đi xuống dưới để xem bốc thăm trọng tài, coi vận động viên nào sẽ đụng vận động viên nào. Vừa rồi là 8 vận động viên lấy 4 là vận động viên, và bây giờ sẽ là 4 vận động viên thi đấu để kiếm 2 vận động viên vô tranh nhất nhì, và 2 vận động viên sẽ bị gọi là tranh 3-4. Hai vận động viên thắng sẽ vô tranh nhất nhì, và hai vận động viên thua sẽ tranh 3-4. Và anh Tùng đang bốc thăm để sắp bảng cho hai vận động viên đó, và cô sẽ đi ra ngoài đi trò chuyện với anh em cho vui. Đây đó, cô đi lang thang. Xin chào anh Tú, thấy một idol trong làng quay anh em ai cũng biết, anh Tú Bình Thạch. Xin chào anh Tú. Anh Tú này chưa nhậu sao mặt tỉnh quá. Chưa nhậu ra. Anh Tú mà cho em đi live stream cái nào. Đây là chung rồi. Mười phút nha anh em, 10 phút giải lao, 10 phút giải lao, và Khôi đang đi vòng vòng trên sân để live stream để anh em chút xíu 10 phút sau sẽ còn lại. Đúng rồi thành chuột ơi, hôm nay là chỉ có 62 dân viên Vario thôi. Chỉ có 62 dân viên Vario thôi à. Mình ngồi mình tám với anh em xíu nha. Chừng nào chạy mình lại tiếp tục live stream. Hello mọi người. Mình ngồi dưới xanh luôn á. Đúng rồi Thanh Tân ơi, xe bên Cường mạnh quá. Từ hôm qua giờ giờ tàn là 8 gì. 6, 8, 7, 8 không à. Hello. Có một hệ là Nguyễn Đông ơi. Có một hệ Chí Phú Lâm mà hình như hôm nay chí, xe của anh Chí Phú Lâm có vô đến bán kết á. Nhưng mà nãy giờ Khôi không có để ý. Hello. Hello mọi người. Vô 8 với Khôi. Đợi chờ trong vòng 5 phút nữa là sẽ thi đấu bán kết là vô chọn ra cho nhất nhì và 3-4. Hello, hello Võ Thị Trúc Bình, hello mọi người. Hello, hello Châu Hoàng Tính. Hello bé Tính Cú Te. Hello Phạm Minh Hành. Hello. Trên đó có mưa không? Đâu có mưa đâu, anh ngồi ngoài trời nè. Đang ngồi ngoài trời mà. Chào Khánh Quốc. Chào Lê Trường Giang. Hello. Ngồi mình ngồi bệt dưới đất luôn. Rong ruổi từ ngày hôm qua, làm cờ rồi quay clip cũng như là tổ chức cái sân đồng hành cùng anh em để hôm nay anh em chơi với nhau, thì vừa live stream vừa vô nói chuyện với anh em. Nguyễn Minh Nhật ơi, nếu mà không có gì thay đổi thì ngày 24 tháng 11 là sẽ có giải vòng tròn tại sân vận động Tây Ninh, thì có hệ Gia Dép và hệ Exeter. Là chênh lịch là đã có rồi nha anh em, chênh lịch là có rồi nha. Ngày 24 tháng 11 tại sân vận động Tây Ninh. Hello Phong, Lưu Đỗ Phong, hello nhỏ keo. Hello. Hello, hello Minh Nhật. Xin chào Long Đặng Hưng. Wow, Sài Gòn mưa tiếp à. Anh Tú ơi, hôm nay anh Tú lên có mưa không?
sau bên quận 8 mưa ầm ầm luôn à. Bình Thạnh cũng không mưa, Bình Thạnh chưa mưa. Hello Visionic, hello Hữu Anh Hồ, xin chào Luân Hồ Hữu Luân, chào Trần Ngọc Phúc, chào anh em, hello Huy Nhỏ. Tại vì người Gia Lao có mấy phút mà nên Khôi nghe Khôi cách live stream, là Khôi live stream lại thì mất công anh em phải đợi chờ, thì mình ngồi nói chuyện luôn, mình tám luôn, coi như là anh em mình lâu lâu sàm sàm một xíu. Sàm trên xanh luôn, mình ngồi live stream ở phòng nhà hát nhiều rồi, bây giờ mình ngồi sàm trên xanh luôn nè, đó ngồi giữa đường luôn nè anh em thấy không, ngồi giữa đường luôn nè, vì đam mê mà thôi. Quận 8 mưa hả em? Ok, ở đây chưa có mưa. Thanh Tân ơi, Thanh Tân ơi, Thanh Tân ơi. Lê Quốc Khánh hello, chào em. Sài Gòn mưa rồi hả Chín Man? Hôm qua anh đi không được, đừng buồn anh nha. Alo. Anh phải ở đây. Vâng, và chúng ta bắt đầu ở vòng bán kết. Bán kết. Bán 1 giữa bộ DTD số đeo 56, vận động viên Phạm Thành Trung lên 1. Và câu lạc bộ Phát Phúc FV quận 6 số đeo 52, vận động viên Nguyễn Minh Di lên 2. Minh Di, Phát Phúc. Và bán 2 câu lạc bộ Chuối Phú Lâm số đeo 23 lên 1. Vận động viên Đỗ Hoàng Huy lên 1. Câu lạc bộ 270 số đeo 20, vận động viên Đoàn Trường Lợi lên 2. Mời bán 1 đưa xe ra khu vực xuất phát để thi đấu ạ. Trường 2K Minh Vật ơi, đúng rồi. Quý đoàn mới dự kiến là thường là đua lúc 2 sau thời gian gian sinh thì chìa khóa đã có. Gò Vấp mưa rồi anh. Wow. Ở đây chưa mưa. Thủ Đức mưa lớn lắm. Thủ Đức mưa luôn rồi. Anh Tú nói hên, anh Tú đi từ Bình Thạnh qua, anh Tú chưa không có mắc mưa. Người anh Tú khô ra nè. Tối về anh Phú, anh Tú nhậu nhiều quá bắt đầu mới mắc mưa. Hello, xin chào Khắc Huy. Anh Tùng, bốn đội là bốn đội nào anh? Thường DTT, Phát Phúc. Phát Phúc, 27, 270. Với Chí Phú Lâm. Có Chí Phú Lâm vô chung kết luôn nha anh em. Có câu lạc bộ Chí Phú Lâm vô chung kết luôn. À, bán kết, bán kết. Dạ. Vậy là Phát Phúc, câu lạc bộ Phát Phúc sẽ đụng với lại câu lạc bộ DTD Dũng Thanh Đa, và câu lạc bộ 270 sẽ đụng với câu lạc bộ Chí Phú Lâm. Bốn câu lạc bộ của bán kết là thứ nhất là Dũng Thanh Đa DTD, thứ nhì là Phát Phúc, thứ ba là câu lạc bộ Chí Phú Lâm, và thứ tư là 270 team. Là bốn câu lạc bộ đó đang chuẩn bị thi đấu nha anh em, chuẩn bị thi đấu bán kết, chuẩn bị thi đấu bán kết. Đúng rồi, còn bây giờ chạy hai lượt nữa rồi, hai lượt còn chạy đến hai lượt nữa, chạy xong này là biết ai chạy nhất nhì, ai chạy ba tư rồi. Không Tâm ơi, không Tâm ơi. Đoàn Trường Lợi, hôm nay là Đoàn Trường Lợi chạy rồi mà không biết sao anh, hình như đúng rồi, Trường Lợi hôm nay bị sảy do sảy. Vâng, bây giờ Minh Di đã ra xe rồi, mình đứng lên mình live stream cho anh em xem nha, anh em đẩy mặt lên anh em ơi. Đây, mình ngồi giữa đường nãy giờ. Vâng. Và vận động viên đầu tiên ở lên ngay là Vĩnh Minh Di. Những cô gái nào mà chưa có người yêu liên hệ với Minh Di. Vừa rồi là Minh Di lấy giải nhất da dép nha anh em. Di ơi, em nhiêu ký gì? Em 51 ký. Minh Di chạy lên 2. Và câu lạc bộ DTD chạy lên 1. Trong số 40 bộ còn lại hiện tại thì 3 câu lạc bộ có 3 bước chia sẻ, còn 1 bộ đội viên già nhé.
Vâng, và mình sẽ đi vô trong coi cho số dây cho anh em coi vô nha anh em. Mình sẽ đi vô trong coi số dây được anh em, ok nha. Dạ, đại đại lên nha mình ơi, đại lên anh em ơi, đại lên đi, mình đi vô trong mình vừa coi được đề ba, vừa coi được số dây luôn. Ở đây là mình coi được cái đề ba, mình coi được số dây luôn nè. Vâng, tiếp tục nha anh em ơi. Lên 2 là câu lạc bộ Phát Phúc, lên 1 là câu lạc bộ DTD, lên 2 là Minh Di. Anh em ơi đẩy lên đi anh em ơi, sắp vô chung kết rồi. Đúng rồi Xuân Xuân ơi, sao không qua chơi em? Hello bé An, hello Đông Nghi có chạy nhưng mà chạy xong rồi em ơi. Hello Đặng Hưng Long, rất là hấp dẫn nha. Hai xe này rất là hấp dẫn. Mấy giây đây, bao nhiêu giây đây? Wow, lên 2 thắng rồi. Bị gì em? Đang có lỗi số dây ở bên lên 1, nhưng mà lên 2 thắng rồi. Vâng, chạy lượt đầu là tâm lý rất là ghê lắm. Xe của DTD đấy giờ là số dây tốt nhất đó, mà không biết chạy sao mà tâm lý quá nặng. Vâng, là có thể là lỗi đèn anh em ơi, đang xử lý. Để mình ra, mình cùng ra ngoài mình coi coi cái thực tế như thế nào anh em. Lên nào anh Trung. Gơ Duy anh luôn hả? 9 với 2 á. Chắc bị sợi đề ba hả? Xe nó giờ đâu, chưa bao giờ chạy vô quá. Chạy lần 2 nha anh em ơi, lượt về. Bây giờ phải có camera là anh em ơi, do số dây là đang không có người bán. Có rồi. Anh Hoàng rồi. Chưa chạy đâu, bấm làm gì? Chưa biết ai vô nữa. Chúng mày pin yếu rồi. Mày ra ngoài đi. Pin luôn rồi. Rồi, nó vô ngồi ăn phát liệu lên xin. Bấm bấm. Được rồi, lái đi. Đúng rồi, một cái camera. Với lại cái số dây của Land 1 nó bị lỗi chụp chặt. Nãy giờ xe này là chưa, bây giờ là trên 9 giây hết á. Vâng, và xin chúc mừng lên 1. Có camera coi lại nha các bạn. Lên 1 hả em? Xin chúc mừng lên 1. Gọi là camera đáng rồi.
chạy lần hai anh em, chạy lần hai, chạy lần hai anh em ơi, mình vô trong đây mình coi số giờ cho anh em. Bởi vậy nãy giờ mình nói đơ, chưa bao giờ vô bấm dây em ơi, chưa ai bấm dây anh lộ, chưa ai bấm dây lùng ấy. Rồi, ok, đang có trọng tài vô. Ờ, 2K anh em ơi, 2K. Vâng, vừa rồi là đen 1, đã thắng. Anh em đẩy lên anh em ơi, sắp vô chung kết rồi. Mình sẽ coi số giây để cho anh em yên tâm nha. Đề 3. Chưa anh em ơi, chưa. Đây bị lỗi. Chưa đề ba được nha anh em. Tắt khởi động lại. Vâng, tắt khởi động lại. Quá hồi hộp đúng không anh em? Cái này cũng như là chung kết sớm vậy đó. Anh em đợi lên anh em ơi, đợi lên giùm mình anh em ơi. Anh em đẩy lên giùm mình nha anh em. Đẩy lên cao luôn anh em ơi. Ok. Hello, Ninh Công Tử. Anh em like và chia sẻ đẩy lên giùm mình anh em ơi. Like và chia sẻ đẩy lên giùm thôi nhé. 500 anh em ơi, 500 anh em đâu rồi? Này trẻ không nha anh em. Mà nó xuống cái đỏ luôn mà không biết. Bạc lại cái mở rồi bạn ơi. Quá hồi hộp anh em ơi, quá hồi hộp. Quá hồi hộp anh em ơi. Vâng, hai vận động viên sẽ chạy lại. Vâng, test dây, test lại đèn. Quá hộ anh em ơi, đẩy lên dùm khôi. Đẩy lên nha anh em. Mình đứng trong đây thì mình coi số dây cho anh em có thể quan sát được số dây. Rất là hồi hộp, rất là gay cấn.
Hello Nguyễn Khải. Đúng rồi, Sun ơi, chỉ có Vario 62 Gen Yin thôi. 62 Gen Yin. Bắt đầu chơi. Tiếp tục. Anh em rất là hồi hộp, rất là hồi hộp. Đẩy lên anh em ơi, đẩy lên anh em ơi, đẩy lên cho khôi nè anh em ơi. Rất là hồi hộp, rất là hồi hộp anh em ơi. Ây da, và ai đây? Ai sẽ là người có số dây tốt nhất đây? Lên 1 hay lên 2? 9 dây 1, vậy là lên 1 anh rồi. Lên 1 thắng rồi. Câu lạc bộ DTD đã thắng câu lạc bộ Văn Phúc. Câu lạc bộ DTD đã đánh câu lạc bộ Phát Phúc. 9 giây 1, 9 giây 2. Vâng, mà bây giờ đàn trường lại. Đàn trường lại chạy xe của câu lạc bộ 270. Và bên kia là câu lạc bộ Chí Phú Lâm. Vâng, vậy là câu lạc bộ Dũng Honda DTD Cường Nhân Dạch sẽ vào tranh nhất nhì. Còn đây là loại nhỏ. Loại nhỏ sẽ chạy. STB là nhỏ, câu lạc bộ STB 270 và câu lạc bộ Chí Phú Lâm. 270 STB và câu lạc bộ Chí Phú Lâm nha anh em. Đẩy lên nha anh em ơi, là nhỏ chạy câu lạc bộ 270 STB và Chí Phú Lâm. Ai sẽ là vào người vào tranh nhất nhì? Ai sẽ là vào người tranh nhất nhì và ai sẽ là phải ở lại tranh ba tư đây? Rất là gây cấn anh em ơi. Vario 62 Game Viên. Anh em bấm like và share giùm coi anh em ơi, bấm like và share giùm coi. Cường Nhân Trạch là có nhất nhì rồi đó. Một là nhất, hai là nhì rồi đó. Cường Nhân Trạch. Quá hồi hộp. Anh em đẩy lên anh em ơi, đẩy lên anh em ơi. Bán kết rồi, sắp vô chung kết rồi. Lên 1 hay lên 2 đây? Lên 1 hay lên 2 đây anh em ơi? Lên nào đây? Wow, lên 1 đã thắng rồi. 9 giây và 9 giây 2. Bằng chuyện lợi 9 giây 2. Còn 9 giây là 9 giây 2. Lên 2 là 9 giây 2. Chí Phú Lâm là 9 giây.
Lên 1, câu lạc bộ Chí Phú Lâm đang là 9 giây. Còn lên 2 là Đoàn Trường Lợi là 9 giây 2. Rất là căng thẳng. Vâng, anh em đã lên dùm cô cảm ơn nhiều 500 anh em ơi. Lượt về, chạy lượt về nha. Chạy lượt về nha anh em. Câu lạc bộ XTB và câu lạc bộ Chí Phú Lâm 9 giây và 9 giây 2. Quá tỉnh hai này. Anh em ơi lại lên giùm cô anh em ơi. Giây 13, 9 giây 196. Lên 2. 9 giây 13, 9 giây 196. Ây da. Vậy là phải tranh tài thêm một lần nữa, chạy lần 3. Quá hấp dẫn. Trận bán kết 2 này quá hấp dẫn. Quá hấp dẫn anh em ơi, quá hấp dẫn anh em ơi, lại một lần chạy nữa. Cái này là ăn thua luôn nha anh em ơi. Cái này là ăn thua luôn nha anh em ơi. Quá hấp dẫn, đẩy lên cho khôi đi anh em ơi. Mấy cô sắp hết pin rồi, đẩy lên cho khôi đi. Anh em ơi, đẩy lên giùm khôi anh em ơi. Mình coi cái này thôi là mình đủ sướng rồi anh em ơi. Anh em like và share để cho những anh em khác ở nhà còn coi được. Anh em like và share cho những anh em khác ở nhà đang xem livestream đều cùng coi được. Quá là gây cấn, quá là gây cấn. Vâng, bà cô sẽ đi ra ngoài một vòng để cho anh em thấy được. Quá là gây cấn nha anh em. Chăn ra cả nhà. Mình đây có điện không Tâm? Vâng, chạy lại lần chạy hai câu lạc bộ một đều. 9 giây 10, 9 giây 13. Vừa rồi là 9 giây 10, 9 giây 13. Vâng, và bảo quá gây cấn. Các bạn có và dòng trong bán kết rồi cho nên các bạn có 7 phút để khắc phục phương tiện. 7 phút nha các bạn. Vâng, cái này là ai thắng sẽ vào tranh nhất gì và người thua sẽ ở lại tranh ba tư. Xin nhắc lại, ở vòng thi đấu bán kết này ở bảng 2, chuẩn bị thi đấu ở vòng thứ 3 thì các bạn có xin khắc phục phương tiện, cho nên các bạn có 7 phút để khắc phục phương tiện. Lực xe là ngang ngang nhau, còn một phần nữa là nài nữa nha anh em. Tâm lý nài. Hello lại nhỏ. Ra ngoài nghe tiếng xe đã hơn nhưng mà lại không biết được số dây. Vâng. Đây.
khắc phục sự cố được 7 phút. Anh em thấy anh em kỹ thuật đồng đam mê mà mệt mỏi lắm chứ. Anh em đi đua xe là rất là mệt mỏi. Thầy Tú đang qua livestream cho loại nhỏ luôn. Đang sạc lại bình nha anh em. Điện bình là một trong những bộ phận cũng rất là quan trọng. Vâng, và mình sẽ đi ra ngoài. Xe của câu lạc bộ Chí Phú Lâm nữa cũng đang thay bình. Mấy cái đầu em chạy là 9 giây, cái sau là 9 giây 1:13. Đây là xe câu lạc bộ, em là Chí Phú Lâm đúng không? Mình Chí Phú Lâm đúng rồi. Đây là Chí Phú Lâm, anh em trong câu lạc bộ Chí Phú Lâm. Rất là gay cấn. Vâng, vì đam mê anh em ơi, rất là đam mê. Anh em bậy lên anh em, cho cái trận này rất là gay cấn. Có vài phút để khắc phục sự cố. Chúng ta có bấm giờ mà em yên tâm. Em có bấm được chứ. Rất là gây cấn nha anh em. Đẩy lên dùng kho anh em ơi. Lần sau là super. Ở bán 2 là các bạn còn 2 phút nữa. Bán 2 là còn 2 phút nữa. Các bộ Chí Phú Lâm và các bộ 274. Anh mở giải mời mấy nước ngoài vô chơi luôn. Mình đấu luôn anh. Hello Nguyễn Hoàng Long, hello. Hello mọi người. Vâng, đây cô lại đi vô khu vực bên trong nha anh em. Cho xe khắc phục sự cố trong giờ. Vâng, chúng ta lại bắt đầu thi đấu.
Các bạn còn 1 phút nữa. Vâng, loại ra bắt đầu thi đấu nha anh em. Quá tệ tải. Vâng, mình sẽ vào bên trong để coi được số dây anh em. Khi sạc bình là có khác liền. Đẩy lên anh em ơi, đẩy lên anh em ơi, đẩy lên. Ây da. Rất là gây cấn, hôm nay là một đều rồi nha anh em. Bây giờ chạy lại, nếu mà ai thắng câu lạc bộ Chí Phú Lâm và câu lạc bộ 270 STB, ai thắng là sẽ vô chung kết tranh nhất nhì, ai thua sẽ ở lại vô 34. Quá gay cấn, chuẩn bị nha anh em ơi. Ai đây, ai câu lạc bộ nào đây, đẩy lên anh em ơi, đẩy lên anh em ơi, câu lạc bộ nào đây, đẩy lên, bắt đầu chạy rồi, đẩy lên, câu lạc bộ nào đây, ai đây, ai đây, lên 1 hay lên 2, wow, lên 1, vậy là câu lạc bộ Chí Phú Lâm nó vào. 9J108 và 9J128. Vâng, vậy là cô sẽ đọc tên câu lạc bộ vào chung kết vào chiến tranh nhất nhì nha. Đó là câu lạc bộ Cường Nhân Trạch Dũng DTD sẽ gặp lại câu lạc bộ Chí Phú Lâm ở trận chung kết, và câu lạc bộ tranh 34 sẽ là câu lạc bộ 270, câu lạc bộ 270 và câu lạc bộ 270 và câu lạc bộ Phát Phúc. Câu lạc bộ Phát Phúc và câu lạc bộ 270 sẽ tranh 34. Và câu lạc bộ Chí Phú Lâm và Cường Nhân Trạch sẽ là câu lạc bộ tranh nhất nhì. Ây da. Quá tự tái. Vì đam mê mà thôi. Bước qua sân sách vai ra xe và có nhau. 9J1. Ta vượt qua nỗi buồn, ta cùng chung ước mơ. Em trai trọng tài có người yêu chưa? Có ai cần inform, mình lấy về info cho anh em nè. Anh em đẩy lên nha anh em ơi, đẩy lên đi anh em ơi. Lời nhỏ mới chạy xong á em, lời nhỏ mới chạy xong rồi. Lời nhỏ tranh 34. Lời nhỏ vô tranh 34. Có khoai nó mò em mà lại. Đó, lời nhỏ sau lưng anh đó. Đó, lời nhỏ nha. Ok, cảm ơn lời nhiều. Đã đáp ứng được mong đợi của fan hâm mộ. Hello, hello Khánh Trần. Hello anh em. Khánh Trần ơi, là bây giờ là 34. Bây giờ là 34 là Minh Duy. Minh Duy câu lạc bộ Phát Phúc và lời nhỏ câu lạc bộ 270 STB, 270 team tranh 34. Trận đầu là trận tranh 34 nha anh em, trận tranh 34. Câu lạc bộ Phát Phúc là Minh Duy và câu lạc bộ 270 là Đoàn Truyền Lợi là nhỏ. Hôm bữa là Đoàn Truyền Lợi và Minh Duy đã gặp nhau ở chung kết trận giải chép, mình cũng có live stream á.
Và bây giờ hai anh em gặp nhau là 34 trên 34 Vario 62 Vin Vin. Yến Thanh nó kêu hỏi chồng tài có người yêu chưa mà sao giống chị Bảy rồi. Anh này cũng chưa có người yêu. Anh Tùng chưa có người yêu. Hello Lâm Bình, hello Lâm Bình, hello Bicola. Đúng rồi Nguyễn Tấn Vũ ơi, cặp 34 này là giống nhất ngày ngày giải vé hôm bữa rồi hả? Còn chút xíu nữa là chung kết nhất nhì là câu lạc bộ Cường Nhân Trạch Dũng Thanh Na gặp câu lạc bộ Chí Phú Lâm đó nha anh em. Trên 34 là lợi nhỏ với lại Minh Duy, lợi nhỏ chạy cho 270 STB, Minh Duy chạy cho Phát Phúc. Chí Phú Lâm vào tranh nhất nhì rồi em ơi. Chí Phú Lâm vào tranh nhất nhì nha anh em. Câu lạc bộ Chí Phú Lâm vào tranh nhất nhì. Tranh nhất nhì là Chí Phú Lâm và DTD Dũng Nanda. Câu lạc bộ DTD Dũng Nanda và Chí Phú Lâm vào tranh nhất nhì. Và câu lạc bộ Phát Phúc và 270 STB sẽ tranh 34. 34 sẽ diễn ra trước. Minh Duy và Lợi Nhỏ sẽ chạy với nhau. Minh Duy thì chạy cho Phát Phúc, Lợi Nhỏ chạy cho 270 STB. Vâng. Vâng, bây giờ vận động viên Lợi Nhỏ đã ra sân rồi. Wow, về lắm anh em ơi. Anh em đừng nói tay ga nha. Dù xe số hay tay ga cũng đều phê nha. Đừng có chắc anh nghe anh mà tháo thắng là nằm xe. Hãy biết rằng dù là xe số hay xe ga cũng đều phê. Đông Nghi chạy vòng ngoài này em ơi. Bây giờ chung kết rồi. Hello anh coi là Vĩnh Mama hả? Hello hello Vĩnh Mama. Hello cậu hai, hello cậu hai. Hello Sóc Dọc. Đừng có trách anh nghe anh mà thảo thắng là nằm xoe. Hay biết rằng dù là xe số hay xe ga cũng đều về. Ê, ê, ê. Chí Phú Lâm anh thấy mặt này quen lắm, anh quên tên vận động viên rồi. Đỗ Hoàng Huy. À Hoàng Huy, Đỗ Hoàng Huy chạy cho Chí Phú Lâm. Đỗ Hoàng Huy chạy cho Chí Phú Lâm. Còn bên đâu quá, Đỗ Hoàng Huy là đúng rồi. Còn bên DTD là Phạm Thành Trung. Nói chung Phạm Thành Trung chạy cho DTD sẽ gặp Đỗ Hoàng Huy, Chí Phú Lâm. Hello Nguyễn Hữu Nam. Em ơi hôm nay chỉ có 62 Vin Vin Vario à. Giải này là giải 62 Vin Vin Vario nha anh em. 62 Vin Vin Vario. Hello Đinh Hoàng Phương, hello Đinh Hoàng Phương. Vâng, hai này đó ra. Anh em có thể gặp lại gương mặt của trận chung kết Gia Giác lần trước. Đây, hai vận động viên. Hai vận động viên đó ra. Xe màu vàng là xe của Phát Phúc do Minh Duy chạy. Và bên kia là Lợi Nhỏ, xe của 270. Anh em ơi, 34 anh em ơi. Đẩy lên đi anh em ơi, đẩy lên anh em ơi. Hello Quỳnh Đức Cần, hello, hello Leo Leo. Em đang ngồi đâu rồi Leo ơi, sao không thấy em đâu hết vậy? Hello Leo Leo. Minh Duy chạy lại với lại Lợi Nhỏ nè.
ok Vĩnh Ba Mang là từ từ anh coi lại anh tại vì bữa giờ anh cũng không để ý. Cái này chanh 34 anh em ơi, chanh 34. Đúng rồi, vô kìa. Chanh 34. Ai đây? Lên 1 hay lên 2? Lên 1 là Trường Lợi, lên 2 là Minh Duy. 9:02:17, 9:02:31. Vậy là Trường Lợi thắng rồi. Lên 1 thắng rồi. Trường Lợi thắng. 9:02:17 và 9:02:31. Ây da, cái này mắt thường sao nhìn được anh em. Nhắm mắt cái thôi, ở qua mất tiêu rồi. 9:02:17 và 9:02:31. 9:02:17, 9:02:31. Bên đồng viên đoàn Trường Lợi là 9:02:17. Minh Duy là 9:02:31. Wow, quá ghê. Quá tê luôn anh em ơi. Và đã chạy lượt về nữa, mới có lượt đi rồi, bây giờ còn lượt về nha anh em ơi. Lượt đi là lợi nhỏ thắng rồi, bây giờ lên lượt về nữa. Anh em đẩy lên giùm cô đi. Hello anh em. Hello nha anh em ơi, đẩy lên nha anh em ơi. Bây giờ tại vì giải này là có lượt đi và lượt về, nếu mà hòa nhau thì sức chạy là lần thứ ba nữa. Bởi vậy anh em sẽ đợi chờ. Vâng, mấy cô sắp hết pin rồi, không biết có coi giúp anh em coi được chung kết hay không nữa nè. Anh em đẩy lên cho cô đi anh em ơi, đẩy lên. Đẩy lên anh em ơi. Vâng, và tiếp tục là chạy lần 2 anh em ơi. Minh Duy và Lợi Nhỏ. Cái này xong là, cái này là 34 rồi nè em. Đang là 34 rồi. Xong cái này là nhất nhì á. Xong cái này là nhất nhì luôn. Cái này là 34 á. Cái này là 34 rồi anh em ơi. Trận này trận 34 mà. Chút xíu là Dũng Đanh Đa và Trí Phú Lâm tranh nhất nhì. Alo Hồ Vũ. Ra ngoài không coi được số dây em ơi. Ra ngoài không coi được số dây. 200m Duy Nguyễn ơi. 200m. 200m Duy Nguyễn ơi, 200m. Anh ngồi đây là chủ yếu rồi. Là vừa coi được đề ba, vừa coi được số dây anh em hiểu không nè. Vừa coi được số dây nè, vừa coi được đề ba luôn. Chứ mà đứng ở ngoài đúng là tiếng bô nghe đã đẹp, nhưng mà cũng là bây giờ chung kết rồi, để cho anh em dễ chạy. Anh em mình đứng đó mình lu bu anh em khó chạy, nên bây giờ mình đứng ở trong đây vừa coi được đề ba vừa biết được số dây luôn, để báo cho anh em liền. Đúng rồi Trình Hân ơi, 200m. Hello Minh Quang, hello Minh Quang. Đẩy lên anh em ơi, đẩy lên cho cô đi, đẩy lên. Chưa, vận động viên chưa vô mà. Vận động viên chưa có vô. Vận động viên chưa vô. Nên cô ngồi cô 8 á. Trời ơi, chẳng lẽ anh em không muốn 8 với cô à? Không thích nhìn mặt cô, nhìn mặt trọng tài đẹp trai à? Nghe em cô đẹp trai hơn cô nè đó. Hai anh em quay ngược camera lại, tại vì vận động viên chưa có vô. Vận động viên chưa có vô nên hai anh em selfie rồi không? Đó. Lên nha anh em ơi, bấm lên đi anh em ơi, lên đẩy lên đây, chuẩn bị coi chung kết rồi. Lợi Nhỏ với Minh Duy bắt đầu chạy thêm một lần nữa. Không có mưa em ơi, ở đây không mưa, trời rất là mát, không có mưa. Hello Hợp Quốc, hello Bùi Văn Quang, hello Hùng Nè. Đẹp trai dữ vậy Tâm. Ngầu em à, nhìn giống có xì vô. Dạy này là dạy cho Vario, Honda Vario không anh em ơi?
Hôm nay mới thấy Thịnh vô comment nè. Không biết Leo đang ngồi đâu Leo ơi. Anh em hỏi thăm Leo kìa. Không có chạy lại đâu em. Để anh giải thích cho anh em nghe nè. Cái vòng này là cái giải này là chạy 2 lần. Lần lượt đi và lượt về. Cho lượt đi và lượt về. Nếu mà xe nào thắng 2 lần liên tiếp là vô trong luôn. Rồi nếu mà hai xe hòa nhau 1-1 là sẽ chạy lần thứ 3. Đó, có lượt đi lượt về luôn cho anh em hồi hộp. Kè đất Leo vô trả lời kìa. Thịnh vô trả lời đang ở nhà kìa. Thịnh đang ở nhà rồi. Hôm qua Leo có lên bấm dây á anh em. Hôm qua Thịnh có lên bấm dây. Xe rất là tốt. Super Open hôm qua 6.7 phải không Thịnh? Hôm qua là 6.7 hay 6.6 rồi. Hello chị Thịnh. Hello anh em. Thịnh ơi, hôm qua là em bấm dây là 6.7 hay 6.6. Super Open hôm qua là em lên bấm dây á. Không có Tú lên 6.6 đúng rồi. Tại vì hôm qua lúc Thịnh bấm dây là có anh đứng đó mà. Thịnh còn nhảy vô bên trong khi mà có kết quả là để chụp lại cái kết quả đó mà. Super Open anh em đang đợi nha. Đợi những cái giải sau có Super Open anh em biết được lực xe. Thì hôm qua là mình chính mắt thôi là coi là xe của Leo là 6.6. Đúng rồi Ngọc Long, đúng rồi Trần Hưng. Chiều hôm qua thì Thịnh có lên đây bấm dây mà. Tranh thủ lúc mà anh em chuẩn bị chạy bót là Thịnh có bấm dây. Em chào anh Quý à, chào anh Quý. Sạc pin nè, bây giờ anh cũng không biết sao nữa nè. Ở đây đâu có ai có sạc đâu, chết mồ luôn rồi. Sập nguồn là buồn lắm, chung kết đó anh em à. Thì căng này nha. Không biết sập nguồn một cái là anh em ơi, không biết sao luôn á. Thì không biết có kịp chung kết không nha anh em ơi. Quay ra gặp tài ngầu xíu nè đó. Không có chín chạy em ơi, chín vàng không có chạy. Lý Thế Kiệt hello anh em. Anh em đẩy lên giùm coi. Đẩy lên giùm coi nha anh em. Còn cái nữa chứ. Xong rồi. Rồi xong rồi, để xong. Cái này hai con bắt ra chạy, đi chân này để thằng 3-4. Hay là chạy ra đấy chứ gì. Xong rồi. Hello. Chung kết nhất nhì là Chí Phú Lâm và DTD Dũng Thanh Đa chuẩn bị chạy. Xong nhất nhì là xong rồi anh em ơi, hôm nay là giải Vario và 62 Vinh Vin nè. Anh em đẩy lên dùm Khôi đi, đẩy lên đi. Được, anh em thương Khôi đẩy lên đây, Khôi cũng đuối lắm rồi, Khang Tiến rồi nè. Đó, bây giờ là tranh 3-4 là Đoàn Trường Lợi và Minh Di. Tranh nhất nhì là Phạm Thành Trung, DTD Cường Nhân Trạch chạy với lại Đỗ Hoàng Huy, Chí Phú Lâm. Minh Quang ơi, dịch bậy cái nó hồi hộp, anh không có mang theo cùng sạc luôn nè. Không có mang theo cùng sạc luôn, bây giờ biết sao. Một máy fanpage của công ty anh bị vừa hết pin vừa sập luôn nè. Bây giờ còn cái máy này của anh cũng đang báo pin và đang báo động rồi. Bây giờ mình cho tới đâu hay tới đó đi anh em ơi. Tới đâu hay tới đó đi. Ủa mình đợi gì nè. Khắc phục phương tiện. Chung kết khắc phục phương tiện được 7 phút nha anh em. 7 phút. Anh chưa có nghe thông tin em ơi. Xuân Xuân ơi, hết xui đi em ơi. Được. Mong anh em cầu, anh em bơm pin cho mình đi. Bơm pin đi. Bơm pin cho mình, mong rằng không có bị tụt. Anh em đẩy lên đi. Đây, cô đang quay ra ngoài cho anh em coi nè. Đang đợi xe lợi nhỏ khắc phục xuống. Đó, 40 giây nữa xe lợi nhỏ sẽ vô. Ở ngoài là Minh Duy nha anh em, Minh Duy đang ngồi à. Anh em thấy Minh Duy ngồi không? Đó, Minh Duy ngồi. Còn cười tất cả là rất là dễ thương.
chưa em ơi, còn chặt một lượt chạy nữa. Lần trước là lợi nhỏ thắng rồi, bây giờ lượt, chạy thêm một lượt này nữa, nếu mà Minh Di thắng á thì chạy thêm một lượt nữa, còn nếu mà lợi nhỏ thắng tiếp là sẽ vô chung kết, sẽ được hạng ba. Lên xe Minh Di, lên xe rồi anh em ơi, Minh Di lên xe rồi. Thành Trung nè, đó đây là Thành Trung nè. Trung ơi Trung, không nghe, không nghe. Trung mà chút xíu chạy tranh nhất gì á, Trung là chạy cho DTD. Đây là Minh Di chạy cho Phát Phúc. Đẩy lên anh em ơi. Bom pin đi xuống xuống ơi, bom pin cho khối đi. Cái này chân 34 anh em ơi, chân 34 nha, chân 34 nha. Chân 34 anh em ơi. Chân 34 nha anh em ơi. Chân 34 nha anh em. Chân 34 rồi anh em ơi. Chanh 34, chanh 34, bơm lên anh em ơi. Đúng rồi, đúng rồi, Nguyễn Thành Trường Tăng ơi. Phát Phúc vô một xe 34. Tuấn STB cũng 34 luôn. Bây giờ đang chanh nè. Còn nhất gì là bên DTD Dũng Thanh Na với lại Chí Phú Lâm. Bên Chí Phú Lâm nãy là lần đây là lần nhỏ thắng rồi, bây giờ đến phiên lần chạy thứ hai. Ai đây lên một, đây là lên hai đây. Quá hồi hộp. Vâng, lợi nhỏ thua lên hai anh ơi. Wow, vậy là bây giờ sẽ chạy lần ba, vì là hòa một đều rồi, một đều và chạy lần ba. Wow, căng thẳng quá, 34 mà căng thẳng rồi anh em ơi. Nhìn mình lên 1 ăn mà sao lên 2, 2 cái mình thì xéo lắm, từ lên 1 ăn rồi này. Rồi. Thôi không xíu rồi. Đúng rồi. Sao mình sẽ nhìn được ba cái ba này lẹ thuốc. Cái bên đây qua gì không thấy, không thấy rõ luôn chứ. Wow. À, căng thẳng quá anh em ơi. Bởi vậy ngồi đây á, ngồi đây mới coi được số giây là anh em mới biết được kết quả nè. Đứng ngoài là ngóng không á. Đó. Anh em phải thương cô và trọng tài nha. À, mẹ làm không? Một đều rồi anh em ơi. Minh Di và Lợi Nhỏ đang là một đều. Đang là một đều thì sẽ còn chạy thêm một lần nữa. Ai thắng sẽ vào trận đường hàng 3, ai thua là hàng 4. Một đều rồi anh em. Một đều rồi nhé. Vâng, chạy hồi hộp quá anh em ơi, hồi hộp quá, quá là hồi hộp luôn. Xong là anh em sẽ coi được trận chung kết giữa vận động viên Phạm Thành Trung, câu lạc bộ Cường Nhân Trạch DTD và vận động viên Minh Huy, vận động viên Hoàng Huy, câu lạc bộ Chí Phú Lâm. Và bây giờ là lượt chạy chanh 34 sau cùng, lời nhỏ hay là Minh Duy sẽ lấy ba. Câu lạc bộ Phát Phúc xin 7 phút qua đây. Vậy là câu lạc bộ Phát Phúc xin 7 phút. Xin 7 phút để cho xe lại 7 phút nữa. Không biết pin của Khôi chịu nổi không đây. Cứ lần 7 phút qua là... Khắc phục 7 phút là ngồi nói chuyện với anh em được 7 phút tiếp. Và trong khi đó pin sẽ bị hao trong 7 phút. Anh em ơi, bơm pin cho cô đi. Cô lên Minh Di. Cô lên loại nhỏ. Chắc
chạy hết rồi em ơi. Bây giờ 34 là Lợi chạy cho 270 team và Di chạy cho Bách Phúc được danh 34. Còn nhất nhì á, nhất nhì là Trung chạy cho Cường Nhân Trạch BTD và Hoàng Huy chạy cho Chí Phú Lâm. Anh em ơi, 7 phút nữa anh em ơi. Đẩy lên cho mình đi anh em ơi. Còn được chút xíu pin nè, không biết có đủ vô chung kết đó mà. Anh trên có đủ coi nhất nhì không? Không biết có đủ xem nhất nhì không nữa. Không biết có đủ xem nhất nhì không nữa. Mưa rồi kìa anh em ơi, lẹ đi anh em ơi, mình cũng sắp hết pin rồi. Mình cũng hết pin rồi anh em ơi, lẹ anh em ơi. Rồi ra sân. Tâm ơi, bảo mình chơi mấy vậy? Đồn mà chạy có trước. Đâu chạy luôn rồi kìa. Chạy luôn rồi. Vậy là nhất nhì chung kết chạy trước anh em ơi, nhất nhì trong khi 34 trong khi đội 34 thì là chung kết chạy. Hay nhất nhì anh em ơi, nhất nhì rồi anh em đẩy lên anh em ơi. Nhất nhì nè, Thành Trung và Hoàng Huy. Thành Trung là DTD xe màu vàng, Hoàng Huy là xe bên lên 1, Thành Trung lên 2. Đẩy lên anh em ơi. Đẩy lên anh em ơi. Nhất nhì, đây là nhất nhì. Đây là nhất nhì anh em ơi, nhất nhì anh em ơi. Đẩy lên, đẩy lên. Hạt ba chút xíu chạy lại. Đây là nhất nhì, đây là nhất nhì. Ây da. Đẩy lên anh em ơi, đẩy lên anh em ơi. Nhất nhì nha anh em ơi. Đang tranh nhất nhì anh em ơi, nhất nhì. Thành Trung và Hoàng Huy. DTD và Chí Phú Lâm, DTD và Chí Phú Lâm. Lượt chạy đầu tiên ai đây? Đẩy lên anh em ơi. Rồi, chuẩn bị chạy lần đầu anh em ơi. Like và chia sẻ cho cô đi anh em ơi, like và chia sẻ đi. Chung kết nhất nhì đây nè. Ai đây? Câu lạc bộ nào đây? Ây da. Dũng DTD 8:09. Dũng DTD 8:09. Câu lạc bộ Chí Phú Lâm 9:03038. Đây mình cho anh em coi. Lượt đầu là vậy, lượt đầu. Còn lượt về đó nha anh em, còn lượt về nữa anh em ơi. Tóc đậm sừng lên luôn rồi. Nãy giờ là em là nó là trọng tài em mặc sừng không phải, nhưng mà nó reset máy rồi. Quá căng thẳng lắm. Ây da. Ok, lượt đầu là Thành Trung mới nhất rồi. 8:09 mới lại 9 giây. 8:09 mới 9 giây. 8:09 mới 9 giây.
hai cái xe này đi về tập trung ngay chỗ lần chỗ cái bụng với lần chỗ lần cái bụng ra trên đó lần là chỉ lùi xe. Vâng, và lên chạy lượt ba một. Chúng ta sẽ xác định được nếu mà hành dung vâng lượt chạy này nữa là xe buýt ai nhất ai nhì, nếu mà Hoàng Huy mà thắng thì sẽ là chạy lại một lần nữa, còn nếu mà Hoàng Huy thua luôn thì là Thành Trung sẽ nhất, câu lạc bộ DTD sẽ nhất và Chí Phú Lâm hạng nhì. Quá căng thẳng, đẩy lên anh em ơi, đẩy lên anh em ơi, loại nhỏ chưa chạy, loại nhỏ còn một lần chạy nữa. Ai đây, ai đây, ai đây, tay đâu, tay đâu. Ai đây, ai đây, ai đây. Có cần chạy lần 3 không hay là thắng luôn. Ây da, lần 3 8 dây 8 8 dây 8, ngang tài, ngang sức 8 dây 8 và 8 dây 9. Ây da, quá căng thẳng. Quá căng thẳng luôn anh em ơi. Ây da, 8 dây 8, 9, 4. Hoàng Huy vừa là hắn lại 8 dây 8, 8 dây 9. Quá cái cây cánh, trời ơi, trên lạch nhau có chút xíu rồi trời. Căng quá trời căng luôn anh em ơi. Chạy lần 3 nha anh em ơi, chạy lần 3 luôn. Wow. Chạy lần 3 luôn anh em ơi, ây da. 3-4 quá là nhất gì, cái nào cũng căng hết. Quá căng nặng, đẩy lên cho cô đi anh em ơi, đẩy lên đi. Cho nó hết, đừng có hết pin. Trời ơi. Vâng, nhất gì là chưa ai biết hết, bây giờ đến pin canh 3-4 nha anh em. Bây giờ là 3-4. Bây giờ là 3-4. Bây giờ là tranh 3-4 loại nhỏ và Minh Di tiếp nha anh em. Loại nhỏ và Minh Di. Còn hai anh em anh là không cho không có tranh 3-4 gì hết. Tranh hết giờ can tiếng rồi. Anh em đợi lên nha, bắt đầu vô tranh 3-4 cho anh em ơi, loại nhỏ đã xanh rồi nha. Vâng, thưa quý vị, khán giả và anh em yêu quý, loại nhỏ đã xanh. Và Minh Di cũng đã xuất hiện từ xa. Vỗ tay anh em ơi, tay đâu, 3-4 nha anh em ơi. Ai sẽ người hàng 3, ai sẽ là hàng 4 đây. Và bây giờ là Minh Di và loại nhỏ chạy tranh 3-4 nha. Anh em ơi, Minh Di và loại nhỏ, 3-4. Ai sẽ hàng 3, ai sẽ hàng 4 đây. Ai sẽ hạng 3 và ai sẽ hạng 4 đây. Đẩy lên cho cô đi anh em ơi. Tranh 3-4 nè, loại nhỏ và Minh Di. Vâng, 3-4, loại nhỏ và Minh Di. Anh em ơi đẩy lên cho cô, anh em ơi đẩy lên anh em ơi. Đẩy lên anh em ơi, đẩy lên anh em ơi, lời nhỏ và Minh Di, tranh 3-4.
Ây da, đẩy lên đi anh em ơi, tranh 34 là nhỏ và Minh Duy. Lợi nhỏ và Minh Duy. Quá anh em ơi, lời nhỏ và Minh Duy hồi hộp quá anh em ơi. Lời nhỏ và Minh Duy ai đây. Chuẩn bị chạy rồi nè anh em ơi, đẩy lên. Đẩy lên anh em ơi, đẩy lên anh em ơi, chuẩn bị chạy rồi. Quá hồi hộp. Ai đây. Đẩy lên là chia sẻ em ơi. Chia sẻ cho số lượng anh em xem nhiều á. Để cho anh em ở chỗ xa có thể coi được. Đẩy lên là anh em kéo anh em chia sẻ cho coi, để cho những anh em khác ở xa coi được nha anh em. Chia sẻ nhiều lên để cho những anh em khác ở xa coi được nha anh em. Đó là một mình gọi là đẩy lên đó anh em. Chanh 34 lợi nhỏ 500 anh em rồi, 5 lợi nhỏ mà Minh Duy ai đây. Wow, quá hồi hộp. Ai đây. Chết bò là nhỏ bắt đầu cao quá. Wow, vậy là lời nhỏ hạng tư. Lời nhỏ hạng tư và Minh Duy hạng ba. Và bây giờ trận chung kết, và bây giờ là trận chung kết nha anh em ơi, chung kết với Thành Trung Hoàng Huy. Ây da, anh em ơi, 500 anh em ơi, quá hồi hộp quá. Vậy là câu lạc bộ Phát Phúc hạng 3, câu lạc bộ Tuấn STB hạng 4. Và bây giờ là chung kết giữa Thành Trung, câu lạc bộ DTD Dũng Thanh Đa và câu lạc bộ Chí Phú Lâm. Ý da, quá tệ. Anh em ơi, like và chia sẻ đi anh em. Like gần hết pin rồi. Anh em like và chia sẻ nhanh thôi đi. Bây giờ là có một cái chạy quyết định ngày hôm nay. Quá hồi hộp anh em ơi. Chia sẻ 500 anh em chia sẻ giùm coi nha. Đợi cho chỉ còn có một lượt chạy này thôi, là ai biết ai nhất ai nhì là cô sẽ công bố cho anh em rõ luôn. Số giây người nhất là bao nhiêu, số giây người nhì là bao nhiêu luôn. Quá hồi hộp anh em ơi. Anh em đừng đợi tôi, anh em đẩy lên bấm like và chia sẻ giùm coi. Bấm like và share giùm cô đi anh em. Cô cảm ơn anh em rất là nhiều. Mình đang ngồi livestream rất là khan tiếng rồi mà vẫn livestream để cho anh em ở xa có thể coi được. Một phút nữa thôi là chạy cái chung kết quyết định nha anh em. Ok Minh Quang ơi, có gì để lại tin nhắn cho anh Minh Quang ơi. 500 anh em đâu, bấm like và share đi 500 anh em ơi. 500 anh em đâu rồi, bấm like và share cho cô đi. Ây da, bây giờ share ra chưa? Wow, quá căng thẳng. Câu lạc bộ Chí Phú Lâm và câu lạc bộ DTD Cường Nhân Trạch. Chí Phú Lâm là Hoàng Huy và câu lạc bộ DTD là Hành Trung chạy nha anh em. Anh em like và share đi anh em, cần hết pin rồi. Còn nhiều lâu. Ý da, báo hết pin chạy gì, trời ơi căng quá. Không biết coi được chung kết không ơi. Chung kết anh em ơi.
anh em ơi không biết có đủ pin không nè anh em ơi. Ok rồi, xe ra rồi, quá hấp dẫn, chung kết nha anh em ơi. Ây da, ai sẽ là nhất, ai sẽ là nhì đây? Đây là Thành Trung. Đây là Thành Trung câu lạc bộ Trường Nhân Trạch DTD, và bên kia là Hoàng Huy câu lạc bộ Chí Phú Lâm. Anh em ơi đẩy lên chung kết nè anh em ơi. Live chia sẻ chung kết này, ai nhất nhì đây, ai sẽ là người nhì đây, ai nhất ai nhì. Ây giờ ai nhất ai nhì đây, Thành Trung hay Hoàng Huy đây, quá gây cấn, vỗ tay lên anh em ơi, vỗ tay lên anh em ơi. Tay lên nè, ai nhất ai gì đây? Không biết pin mình còn đủ không nữa nè, ai nhất ai gì đây? Trời ơi trời, căng thẳng quá. Ai nhất ai gì đây? 500 anh em ơi, like và share anh em ơi, 500 anh em, ai nhất ai gì đây, quá là gây cấn, chưa chạy được nữa anh em ơi, ai nhất ai gì đây, Hoàng Huy vẫn chưa gật đầu, Thành Trung nó gật đầu rồi, ai nhất ai gì rồi, vậy là câu bộ Chí Phú Lâm hạng nhất. Quá tiếc chưa câu bộ Dân Trạch, câu lạc bộ Chí Phú Lâm giải nhất, vì xe của Thành Trung lỗi đèn. Quá tiếc anh em ơi. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều, cảm ơn anh em đã xem livestream, và cô xin đọc lại: hạng nhất là câu lạc bộ Chí Phú Lâm, vận động viên Hoàng Huy, hạng nhì là câu lạc bộ Cường Nhân Trạch DTD do vận động viên Thành Trung, hạng ba là câu lạc bộ, hạng ba là câu lạc bộ Phát Phúc, vận động viên là Minh Duy, hạng tư là câu lạc bộ 270 Team FTB và vận động viên Đàn Trường Lợi. Xin cảm ơn anh em, hẹn gặp em và chúng ta live stream sau. Mãi yêu, mãi yêu.